Nó tới rồi anh. Nó muốn gì á thì cứ để nó nói với anh từ đầu. Chào ông bà. Cậu ngồi đi. Làm việc được mấy tuần, cậu thấy sao? Hơi chán. Nghe nói cậu rất thích lăn lộn cống hiến để được diện với ông Trùm. Phải. Công việc của tôi hiện giờ tại đây hơi đơn giản, vậy thì hơi phí tài năng rồi đó. A Liễu nói quả không sai mà. Nhưng tại sao cậu lại muốn trực tiếp gặp mặt đại ca vậy? Không phải tôi muốn trực tiếp gặp mặt, mà tôi muốn làm việc trực tiếp với đại ca Hùng. Bởi vì trên đời này tôi chỉ nể một mình anh Hùng thôi. Nếu cậu tự tin như vậy thì phải chứng minh cho chúng tôi thấy. Có nghĩa là tôi phải giết ông bà thì lúc đó mới chứng tỏ gan của tôi. Mày ngon. Nhưng báo cho mày biết, nếu như vợ chồng tao có chuyện gì thì mày cũng đừng mong gặp được Trương Hùng. Vậy thì tôi sẽ phải làm gì? Sinh nhật của anh Hùng sắp đến, chúng tôi muốn tặng quà cho anh. Vụ này phải làm cho gọn gàng và sạch sẽ. Giết ai hả? Nếu cần phải giết người thì tụi tao đâu cần tới mày. Có thông tin là mẹ con Trương Hoa vừa về Việt Nam sau một thời gian lưu lạc ở xứ người, và hai người có một âm mưu gì đó muốn làm dơ danh ông Trùm trong buổi sinh nhật của ông. Nhiệm vụ của tôi là cậu điều tra xem mẹ con nó có âm mưu gì và tìm cách ngăn chặn âm mưu đó. Vậy sao không xử luôn đi cho nó gọn? Nếu cần giết chúng á thì chúng tôi đâu cần mất công cho trách gì. Và cũng không muốn phí phạm tài năng và thời gian của mày. Thôi được rồi, coi như đây là thử thách đầu tiên mà ông bà giao cho tôi. Tôi nhận lời. Tôi đi làm việc đây. Em hy vọng lần này nó sẽ làm lên đại sự, cho chúng ta đỡ mất công quản lý. Mà anh tính cho nó gặp đại ca trong sinh nhật thiệt hả? Cho nó gặp mặt Trương Hùng sao? Để anh suy nghĩ đã. Cũng có thể là anh sẽ nói ra bí mật của Trương Hùng cho ba ông họ Trương biết luôn. Có cần thiết như vậy không anh? Cần chứ. Bởi vì đại ca Trương Hùng đâu thể để cho hồng nhan tri kỷ của ổng chịu thiệt thòi hoài được. Đứng lại mày! Chạy mày! Mày có biết đây là hàng mới giá gấp đầu không mày? Sao cũng được, đưa đi cho tao. Tính luôn cái mới là 9 triệu, đợt trước mày còn chưa trả nữa. Chưa tính tiền lãi hả mày? Để tao trả sao? Chạy hả mày? Tính ăn giật hả? Đập cho mày chết. Chưa hả mày? Công trả đòi lấy hàng mới hả? Nhà tao bán rồi, tụi bay đừng có giết tao. Tụi bay mà giết tao là tụi bay mất trắng luôn á. Tao đi nè. Mày là thằng nào? Thằng Kiệt chứ ai. Thằng Kiệt nào? Bộ con không nhớ cái người tài xế đã tha cho mẹ con mình bỏ trốn đó sao? Không có nhớ thằng Kiệt nào hết. Không có nhớ thằng tài xế nào hết. Không có nhớ thằng nào hết. Con! Thôi, đừng hỏi nó nữa. Nó đang phê thuốc đó. Bà cầm lấy đi. Mỗi ngày cho nó 2 cử.
mỗi cử liều lượng vừa phải thôi, không thôi nó sốc thuốc chết đó. Tôi không ngờ cuộc đời của mẹ con tôi lại ra nông nỗi này. Cuộc đời là như vậy đó, lúc lên voi lúc xuống chó là chuyện bình thường thôi. Bà đừng có suy nghĩ nhiều. Nói thiệt với cậu, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tưởng tượng là cuộc đời tôi lại phải nhục nhã như vậy. Mà tất cả cũng tại vì thằng Trương Hùng. Mà sao cậu lại tới đây? Có người báo tin cho tôi biết. Bà yên tâm đi, tôi không làm hại hai mẹ con bà đâu. Tôi biết, nếu như cậu muốn thì mẹ con tôi đã chết từ lâu rồi, chứ đâu còn sống tới ngày hôm nay. Nhưng mà giang hồ cũng nhại tin thiệt chứ. Hai mẹ con bà đã sang tận Cam rồi, tại sao còn quay trở về đây để làm gì? Sống ở bên đó tôi không thua gì một con chó. Khi mà mình có tiền á thì tất cả mọi người đều xúm xích chung quanh mình, moi tiền mình. Đến khi hết tiền, tất cả đều ngoảnh mặt quay lưng. Thằng Hải lại nghiện ngập nữa đúng không? Thì đó, bà thử biết Ali sẽ tìm cách giết hai mẹ con bà, vậy tại sao còn dám ngang nhiên trở về đây? Thì quẩn quá tôi phải làm liều thôi. Nhưng tôi đã có kế hoạch hết rồi. Kế hoạch gì vậy? Có thể nói cho tôi biết được không? Biết đâu tôi có thể giúp được bà thì sao? Thật ra tôi muốn vạch mặt Trương Hùng ngay trong bữa tiệc sinh nhật của nó. Trương Hùng không phải là con ruột của dòng họ Trương. Nó chỉ là đứa con quan của mẹ nó với ai đó, rồi giả danh để lọt vào gia đình họ Trương này. Cậu thử nghĩ đi, nếu là ruột thịt với nhau thì có ai lạnh lùng với anh em như nó hay không? Cậu thử nhìn từ trên xuống dưới đi, xem nó có cộng lông nào giống với anh em nhà họ Trương không. Tôi chưa từng gặp ông, nhưng tại sao bà biết Trương Hùng không có máu mủ với dòng họ Trương? Biết chứ. Nếu không muốn ai biết thì tốt nhất không nên làm. Người Việt có câu, cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Không ai tin những gì bà nói đâu. Phải tin chứ. Rồi ba anh em nhà họ Trương sẽ phải cảm ơn bà cô này. Họ sẽ nghĩ tới chuyện phải cưu mang mẹ con tôi, hoặc ít nhất á, họ phải cho tôi một số tiền để tôi an hưởng tuổi già chứ. Như vậy là bà phải chứng minh được gốc tích của Trương Hùng. Đúng, tôi có nhân chứng vật chứng hẳn hoi. Nhưng bữa tiệc sinh nhật hôm đó sẽ được canh chừng hết sức là cẩn mật, làm sao bà lọt vô được? Có người hứa giúp tôi rồi, cậu không cần phải lo. Nếu như vậy, bà phải hết sức cẩn thận. Nếu không, Trương Hùng sẽ không tha mạng cho hai mẹ con của bà đâu. Coi như tôi chơi bài nữa với nó lần cuối cùng. Cuộc đời tôi á đã mất hết rồi còn gì. À, Kiệt, tụi mày lì trước liền. Dạ. Tao nghe nói là bà Hồng giao việc cho mày vô phải không? Dạ rồi anh, theo dõi mẹ con bà qua đó. Trời, mẹ con nói dám chắc mặt gì lấy à? Bà đó muốn vạch mặt ông Hùng trong dịp sinh nhật tới. Vạch mặt chuyện gì? Anh nghĩ sao nếu ông Hùng không phải con ruột nhà họ Trương? Bà Hoa nói ông Hùng là con rơi của ai đó trà trộn vào gia đình nhà họ Trương để chia đôi tài sản. Bà có vẻ rất tự tin, hình như là có bằng chứng trong tay. Em nghĩ chuyện đó thì cũng không quá khó khăn, bởi vì một khi xác định ADN thì sẽ lòi ra ngay thôi. Nhưng vấn đề em quan tâm là nếu như đúng sự thật bà Hoa nói thì lúc đó mình xử lý như thế nào? Nếu là đúng như vậy thì cũng chẳng sao. Sao lại không sao? Thế lực của ông Hùng bây giờ mạnh lắm, cho dù ông là con của ai đi nữa cũng không thằng nào dám chống lên ông lo. Ba anh em Lâm Vĩnh Hào dễ gì lúc đó để cho ông làm đại ca nữa. Không có ba thằng lo thì kiếm ba thằng khác, chỉ có liều là kiểm soát kỹ một chút thôi. Với lại xưa lai ông Hùng lâu có tin ai tuyệt lối lòng. Ai không sợ ba anh em họ Trương đó làm phản sao? Cũng có thể,
Nhưng mà mày cứ dính với bà Hồng, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. À, mẹ báo chuyện lại cho bà biết chưa? Dạ chưa, em mới biết tin, báo cho anh trước. Thôi, mày về đi, làm những chuyện bà giao, tao còn phải đi giao hàng cho kịp. Dạ. Sao, thấy bộ thân mới tôi đã không? Đã, nhưng mà chỉ tội nghiệp cho tụi bán bảo hiểm thôi. Mày lo bò trắng răng, biết một năm tao đóng bao nhiêu tiền bảo hiểm không mày? Nè, cái gì vậy? Hàng chính hiệu của Cuba đó, coi như tôi ngưỡng mộ mày. Anh đang có chuyện gì mà có vẻ đắc ý quá. Hôm bữa tôi nghe tụi nhỏ nó nói mày bắn nát một sao lông của con Hồng, tao khoái lắm. Mới nào rảnh á, tao mời mày đi ăn. Mẹ cái thằng khốn, nó tự nhiên nó nghi em là cảnh sát chìm. Mày là con hiền đó, gặp tao hả? Tao bắn nát cái nhà nó, bắn luôn cái bầy chó của nó nữa. Em đang căng lắm đây, có chuyện này nói ra sợ anh đang mệt mỏi không muốn nghe. Có gì nói đi, nhìn mặt như tao bón vậy. Con Hồng làm khó mày hả? Không phải chuyện đó, nhưng mà chuyện này cũng hơi tế nhị. Nhưng mà em nghĩ là phải hỏi anh. Cái thằng đàn ông con trai có gì thì nói thẳng ra, mày cứ vòng vo vậy làm gì? Không nói tao đã lọt xe bây giờ. Ông Hùng không phải là anh em ruột của anh đúng không? Chà, tào lao, theo tụi tao bao nhiêu năm rồi, hỏi mấy câu dớ dẫn vậy. Bình thường không ai nói ra, nhưng mà ai cũng biết thằng Hùng là con riêng của ba tao. Nghe nói là ổng với dì hai về nhà anh lúc 5 tuổi à? Nó là con riêng của ba tao với con vợ bé của ổng. Mà chuyện đó xưa rồi, mày hỏi anh chị. Ông với bà Hoa không liên quan gì tới nhau à? Má của nó với bà Hoa không có hợp nhau, gặp nhau như chó với mèo, cắn nhau hoài chán lắm. Vậy bà cô của anh có nắm thóp của ông Hùng không? Mày là công an hả? Cái gì nữa đây? Ngay cả bản thân anh cũng nghĩ em là cảnh sát chìm hả? Chứ còn gì nữa? Nãy giờ mày điều tra tao giống như công an điều tra tội phạm vậy. Thì em đã nói ngay từ đầu rồi, em đang tò mò nên em hỏi thôi. Mày có tin gì của bà cô tao không? Có. Hai mẹ con bà hiện đang ở thành phố, thằng con đang nghiện nặng lắm rồi, còn bà thì đang rất là nghèo túng. Nhưng mà liên quan gì tới thằng Hùng? Em đã nói rồi, chuyện rất tế nhị, em không nói đâu. Nè, lên xe tao chở về. Có chắc không? Chắc. Bà Hoa rất là tin tưởng, nhưng mà tôi sẽ tìm hiểu xem mày có nắm thêm được nhân chứng vật chứng nào nữa không. Để tôi xem bà ta sẽ làm được gì. Bà cũng biết bói toán sao? Biết chút ít. Cậu muốn không? Tôi coi cho cậu một quẻ. Không, cảm ơn, tôi không tin mấy chuyện tào lao này. Tôi chỉ đùa chút xíu thôi mà xanh mặt rồi. Tôi chỉ đang học hỏi thôi. Chỉ nếu biết coi á thì đâu yêu cầu cậu theo dõi bà ta. Tôi sẽ phá mưu đó của bà Hoa, có thông tin gì mới tôi sẽ báo cho bà biết. Được, nhưng mà cậu phải trung thực một chút, đừng nói với tôi là cậu không tin vào bói toán. Tôi nói thật mà.
trong giới giang hồ này không có người nào mà không tin vào số phận. Anh đẫm lên nha. Có chuyện gì mà mặt biết sĩ vậy? Mẹ em này có đủ tuổi chưa? Không biết nữa. Nhưng mà nghe nói là cà tơ đó. Bầu xô gửi mấy em qua đây. Nói là giờ em chết rồi. Ngày mai mượn hồ bơi này để mà chụp hình làm bị báo gì đó. Cẩn thận đó. Có ngại ở tù quan nghe mày. Anh khéo lo. Ai mà dám đụng tới thằng này chứ. Nghe nói anh đang vui với chiếc xe mới của anh hả? Đứa nào làm trầy của anh à? Ngày mai sinh nhật thằng Hùng. Thì mẹ nó, quan tâm làm gì? Dù nó mời tôi cũng không đi. Thằng Hào càng không. Anh em gì với thằng đó, tôi cũng quan. Mày nghĩ sao? Nếu nó không phải là con ruột của ba. Anh nói cái gì? Sao anh biết? Cái này á, phải đi hỏi bà Hoa. Bà Hoa bà đang đi Campuchia mà. Mới về rồi. Nghe nói hết tiền. Thằng con bà bị nghiện nặng lắm. Như vậy ý anh là bà Hoa biết chuyện thằng Hùng không phải là con ruột của bà. Ừ, tôi đoán vậy. Nè, định làm gì đó? Chuyện này anh hãy giao cho tôi. Tôi làm gì làm, cũng nhẹ tay thôi. Dù gì á, cũng là má mũ trong nhà nghe. Yên tâm đi, tôi không phải thằng súc sinh nữa đâu. Con ơi, khốn nạn, tụi bay làm gì con tao? Mày im đi, chúng tụi đến đây chỉ nhỏ nhẹ với bà thôi. Tụi bay muốn cái gì? Tao nói rồi, tao thiếu tiền tụi bay á, thì từ từ tao trả. Tụi bay đừng có đến đây pha mẹ của tao. Tụi bay muốn cái gì? Muốn cái gì? Có người không muốn ra mặt nhờ tôi đưa bà cái này. Ba anh em nhà họ Trương phải không? Tao muốn nói chuyện với tụi nó. Buông ra. Mày là đệ tử của thằng nào? Móc điện thoại ra cho tao nói chuyện với nó. Đè lên. Buông con tao ra. Gọi tao ra. Alo, em đây. Bà muốn nói chuyện với anh. Đưa đây. Alo, thằng nào đó? Thôi được rồi, mày là thằng nào cũng được. Là cô đây. Cô về đây á là để tìm lại công bằng cho tụi bay. Hãy nghĩ tới cái cách cái thằng súc sinh nó đối xử với ba anh em tụi bay như thế nào thì sẽ rõ nguồn gốc của nó là ai. Nè, có thật như vậy không? Bà tự tin lắm. Nói là có bằng chứng hẳn hồi. Chỉ cần xét nghiệm ADN là biết thôi. Nhưng mà không biết thằng chó đó nó có cho xét nghiệm không. Nếu mà nó không cho cũng cung cốc thôi. Má nữa, hèn chi nó đối xử với anh em tụi mình giống như là người dưng nước lã. Tao không ngờ nó dám chặt luôn cổ tay của thằng Hào. Em nghĩ chuyện của anh năm xưa chắc chắn là do nó chủ mưu rồi. Cũng chưa biết được nó có phải là con ruột của ba hay không. Nè, anh còn bính với nó hả? Mày bình tĩnh đi, mày thử nghĩ coi. Bây giờ đang nghi năng lành chỉ vì một tin đồn thôi mà mày. Nhưng mà nó có xem mình là anh em không? Mày gọi cho ai đó? Thằng Hào. Chim nút. Gọi thằng Mộc Vé. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Chạy nha. Chạy mày. Nè, đi qua nè. Alo,
Nghe gì ca? Vài tuần nữa sắp xếp về đây với tao, nghe chưa? Biết rồi. Xin như thằng chó đó chứ gì. Tôi đách về đó. Bình tĩnh, về đây đi. Có phim hay cho mày xem đó. Chuyện gì vậy? Thì chuyện gì ông nói mẹ nó ra đi. Mày cứ muốn xử cái thằng chặt cánh tay của mày không? Đương nhiên là tôi muốn xử rồi. Tham làm gì được nó? Mày muốn làm gì nó thì cứ về đúng ngày đó. Có người đã nắm gáy nó rồi, biết chưa? Rồi rồi, được rồi. Chắc chắn nó sẽ về. Anh ơi, chuyện căng đến thế này mà anh còn cười được hay sao? Gì vậy anh? Em sao vậy? Có nhớ bác sĩ thẩm mỹ nói gì không? Liên quan gì đến ông bác sĩ đó chứ? Liên quan chứ. Bác sĩ thẩm mỹ nói là đừng căng thẳng quá. Căng thẳng quá sẽ mau già đó. Em đang lòng muốn chết đi nè. Cứ tưởng tượng cái cảnh bà già đó đứng trước mọi người rồi nói anh là đồ con quan. Em tức không chịu nổi. Sao mà anh còn nhỡ nhơ cười được vậy? Hay là Trương Hùng là con ruột nhà họ Trương nên cây ngay không sợ chết đứng? Nhưng mà nói gì đi nữa, mình cũng phải có chứng cứ. Đúng. Cho dù có muốn nói gì đi nữa cũng phải có chứng cứ. Cho nên không có chứng cứ thì bà cô già đó có nói chuyện tại đình đi nữa cũng không có ai tin đâu. Ý anh là... Em hiểu mà. Em hiểu mà. À, thì ra thằng Kiệt đang tìm hiểu xem chứng cứ và những điều gì làm cho bà ta tự tin đến như vậy. Đó chỉ là chuyện nhỏ. Có chuyện khác nữa hay sao? Ba cái ông đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia nhất định sẽ nhân chuyện này mà làm cho lớn chuyện ra. Thực sự là em không muốn nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn đâu. Yên tâm, không có chuyện đó đâu. Anh định diệt chúng từ trong trứng nước ra hả? Đúng. Anh muốn nhân cơ hội này, đại ca Trương Hùng sẽ hiểu rõ được đàn em của mình như thế nào. Đàn em hay là anh em? Ừ thì cả hai. Anh vẫn quyết định nói ra thân thế ông Trùm trong ngày quan trọng này sao? Cái đó còn tùy vào kết quả của bà cô già đó. Cái bà già này muốn chết hay sao mà dám vuốt râu Hùng? Để coi mèo nào sẽ cắn miểu nào. Làm cái gì mà như con mèo bị vô nước vậy hả? Lúc trước á, ông lên mặt với tôi lắm mà. Tôi đã nói với bà rồi, cậu Hùng là con của họ Trương. Làm sao ông biết chắc điều đó? Con mẹ của nó ngủ với ai á, rồi đẻ ra nó, làm sao ông biết được? Nhưng bà tôi tin là như vậy. Con cái nữa hả? Ông cứ binh vực mẹ con nó hoài vậy đó hả? Tụi bay lôi ông vô trọng đánh ông cho tao. Sai lầm. Bà đâu có bằng chứng gì về công tích của thằng Hùng đâu. Nhưng mà rõ ràng bà rất tự tin mà. Mày thấy đó. Khai chưa? Đánh nữa. Đừng đánh đi. Đừng có đánh nữa. Tụi con phải tin cô. Ông già này nè, ông cứ nói càng binh vực mẹ con nó. Nếu cần á, cứ bắt vợ con ông sẽ khai hết. Làm như vậy chẳng khác nào ép cung ông. Vậy chứ còn cách nào khác nữa đâu. Không được. Nếu là ông có chuyện gì á, con như nói gánh không nổi đâu. Nhưng nếu mọi việc trôi chảy thì tụi con sẽ không bị thằng cha đó đè đầu cởi cổ. Ít nhất á, thì tụi con có tiếng nói ngang hàng với nó. Tụi con yên tâm đi, để đó cô lo. Quánh ông cho tao. Khai chưa? Mày tính sao? Em nghĩ mình không nên đồng lõa với bà này, mất công liên lụy.
Nhưng mà bây giờ anh em mình cũng không thể bỏ rơi bả trong lúc này được. Ý của mày là gì? Là mình sẽ giao tiền và lính vào bả quyết định hết. Không khai phải không? Có chuyện gì xảy ra bả tự chịu trách nhiệm lắm. Hay đó, tao khoái ý này đó. Nếu như kế hoạch thành công thì tốt cho mình, còn nếu như không được gì thì cũng chả ảnh hưởng gì đến anh em mình hết. Thằng Hùng nó sẽ không trả thù và bắt mẹ là mình lật đổ ngôi vị của nó. Được, cứ vậy mà làm đi. Ừ. Cô Hoa. Sau khi hai anh em còn thống nhất với nhau, bây giờ đành phải làm phiền tới cô. Giao mọi quyền quyết định cho cô quyết định hết. Yên tâm, cô sẽ đòi công bằng lại cho tụi con. Bây giờ cô muốn gì á thì cô cứ tự nhiên mà làm. Cô cứ an tâm, tụi con sẽ hỗ trợ cho cô hết. Cô cần tiền hay lính, cô cứ việc nói, tụi con sẽ cung cấp cho cô. Sắp tới con với thằng Lâm bận nhiều vụ vô hàng lắm, không có thời gian để làm. Cô tự lo hết nha. Yên tâm, cô quyết định hết đi. Có chuyện gì á cô kêu tụi nó báo con biết. Còn tụi bay ở lại đây phụ với cô Hoa, tuyệt đối không được cãi lại lời của cô Hoa. Có chuyện gì gọi tao biết, biết chưa? Con đi nha. Cô đi. Dạ em nghe anh. Sao giờ mày? Anh có nghe nói gì về lão Phúc không? Ông già cu lê rồi, sao dính vô lại? Bà Hoa bắt ông rồi, bây giờ bà bắt ông khai ra chứng cứ để chống lại ông Hùng đó. Rồi ông nói sao? Thì ông nói là ông Hùng là con ruột của nhà họ Trương. Nếu ông nói vậy thì mày kể bà Hoa liền. Ủa, ông lại mà có tiếng nói dữ vậy? Ông là tâm phúc của ông Hùng. Ngày xưa ông cưu mang mẹ con ông Hùng trước khi về với nhà họ Trương. Được rồi. Nhưng mà nếu như ông nói dối thì sao? Không lâu, từ khi mẹ con ông Hùng về với nhà họ Trương, ông có ly theo. Ông lượt lão Trương trọng thương hậu hĩnh lắm. Sau khi mẹ ông Hùng mất, ông cáo bệnh về quê và không nhận bất cứ lễ vật nào. Tiền mà ông không nhận sao? Đúng. Gia đình ông cũng buôn bán nhỏ, cũng tạm gọi là lũ sông nên không cần tiền. Mấy đứa lên xe đi, làm đúng kế hoạch nha. Dạ. Không được chậm trễ, nhanh lên. Dạ dạ thôi, chút nữa em gọi lại sau nha. Sơn, chạy theo xe 16 chỗ. Ôi, Nguyễn, con Điểm. Lôi nó đi. Đi. Con làm gì vậy? Con làm gì vậy? Đứng dậy. Đi. Nè, con làm gì vậy? Bỏ ra. Nè, trời ơi, bỏ ra. Làm gì vậy? Mày kể tao. Mày kể tao. Ngồi xuống. Tụi mày giết hết cả nhà tao đi. Tao đi xuống dưới trước. Bình tĩnh đi, có gì được từ từ nói. Tao không còn gì để nói với tụi bay nữa. Tụi bay phải chuẩn bị để ăn nói với đại ca Hùng đi. Tôi là người của đại ca Hùng đây. Tôi đã tìm cách giúp ông, nhưng trước tiên ông phải giúp tôi đi đã. Cá mẹ một đứa mà. Không, tôi là người của Trương Hùng thật mà. Tôi đã tìm cách giúp ông. Hãy cho tôi biết âm mưu của bà Hoa là gì. Tôi làm gì nên tội mà gặp phải bà già này? Bảy làm gì ông? Mà tại sao bảy lại phải uy hiếp Trương Hùng? Trương Hùng là con của một người ca kỹ, được người khách sợp nhất bao riêng. Khi bà ta mang thai thì người khách đó cũng bận việc riêng rồi biến mất. Tới khi ông khách trở về biết chuyện thì Trương Hùng cũng đã là cậu bé 6 tuổi. Dạ em chào chị. Ừ.
Ui, thằng này mặc đồ thấy ghê quá à. Con ngửi thú hoắc rồi anh hai, đừng có lại gần nó anh hai. Dạ em chào chị. Ở được gần tháng rồi, cô thấy thế nào? Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm. Được ở mà không lo cơm ba bữa mỗi ngày là phước đức của mẹ con em nhiều lắm rồi. Biết vậy là tốt rồi. Lão gia cũng rất đồng ý với tôi khi để cô sống cách ly ở đây một mình. Căn bệnh phổi mãn tính này rất nguy hiểm, tôi nghe nói có thể lây lan nên mới cách ly cô ra. Nhưng mà chị ơi, tôi nhớ thằng Hùng lắm. Chị cho tôi một tuần tôi gặp nó một lần được không chị? Gặp nó làm gì? Rồi cô lây bệnh cho nó, nó lây bệnh cho con của tôi. Sao mà cô ác quá vậy hả? Em không có đâu chị. Em xin chị mà. Em hứa em chỉ gặp nó một lần thôi mà chị. Không có gặp gì hết á. Chị ơi, em quy xuống đây em xin chị. Ra đi, không có được. Cô muốn lâu nó đi chết chung với cô hả? Em không có mà. Cô là mẹ sao cô ác quá vậy hả? Lão gia không có tha thứ cho tôi đâu. Chị, mày làm sao? Tao lượm trong thùng rác. Mày lượm trong thùng rác hả? Mày lượm trong thùng rác cũng là của tao. Tại vì nhà này là nhà tao. Nhưng tao lượm cho thùng rác mà. Ai cho mày đánh em tao? Tao không có đánh. Mày xạo hả mày? Tao không có đánh. Tao không có đánh mà. Trả xe cho em tao. Tao không có đánh. Bắn nó đi, trả nó đen thành người xấu luôn. Biến như mày. Biến vô. Mày biến vô. Biến khỏi nhà tao. Trời. Dạ. Cũng không ngờ ông trở thành con người xấu thật. Hoàn cảnh tạo nên tính cách con người, tất cả là do số phận đưa đẩy. Cũng không thể nói như vậy được. Nếu như số chúng ta giết người mà chúng ta không giết người thì đâu phải đi tù, đâu phải dằn vặt lương tâm đâu. Không, số nó vậy là phải như vậy. Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều ông à. Nói cho vui miệng thôi, chứ ông Nguyễn Du nếu thắng được số phận thì hơi đâu mà giết Truyện Kiều than thở qua ngày chứ. Sao ông nói như vậy được? Kẻ xấu không bao giờ có kết cục tốt, cho dù có gặp thời thế nào đi chăng nữa. Ừ, hết thời rồi thì còn nói làm gì nữa. Nhưng tôi không biết vì sao mà suốt đời tôi bị mang họa với dòng họ này. Ông yên tâm đi, tôi sẽ lo cho gia đình ông an toàn. Đó là lời hứa của đại ca Hùng và những ông trùm trên cao. Nhưng bây giờ tôi phải làm sao? Ông yên tâm, hãy làm theo những gì bà Hoa nói. Còn tất cả mọi chuyện tôi sẽ lo hết. Còn vài ngày nữa đến sinh nhật của tên Trương Hùng phải không? Làm sao anh biết? Nội gián từ phía Interpol chia sẻ cho mình đó. Làm gì mà có thông tin nhanh hơn các em luôn vậy? Kỳ này sẽ bắt hắn tại trận. Anh đã có kế hoạch rồi à? Ừ. Cho dù thằng Trương Hùng có cánh cũng không thoát được. Bên hải quan hàng không, đường bộ, kể cả đường thủy đang tập trung cao độ. Anh nghĩ là Trương Hùng sẽ từ nước ngoài về Việt Nam. Đúng vậy. Cho nên anh muốn xác minh lại địa điểm tổ chức sinh nhật. Có đúng là địa chỉ này không? Đúng là địa chỉ này rồi anh. Nhưng mà chắc gì Trương Hùng xuất hiện. Tại sao không? Là sinh nhật của hắn. Chẳng lẽ cả đám tổ chức rồi đưa hình nhân thế mạng vào à? Anh còn nhớ vụ bà cô muốn lật tẩy hắn về cái vụ con rơi con rớt đó mà. Chính vì vậy mình phải nên chắc chắn thằng Trùm sẽ có mặt ở đó. Em thì không nghĩ vậy. Thằng Trương Hùng đa nghi và quỷ quyệt lắm. Em nói gì phải có cơ sở. Nếu chỉ dựa vào suy đoán thì không thể nào ngăn được bố ráp này đâu.
Kế hoạch tôi đã triển khai, các đồng chí nắm rõ chưa? Các đồng chí coi lại sơ đồ lần cuối. Chúng ta kết thúc tại đây, bắt trọn ổ bọn chúng luôn. Ưu tiên bắt Trương Hùng trước. Các đồng chí nghe rõ chưa? Rõ. Bà Hoa bắt giữ người nhà lão Phúc để ép lão cho lời khai giả, buộc tội Trương Hùng không phải là con ruột của ông Trương. Vậy cậu chỉ cần bí mật giải cứu con tin rồi báo cho lão Phúc yên tâm. Việc này không quá sức của cậu đâu. Tôi biết, nhưng nếu như ba anh em họ Trương mà biết thì rất khó nhìn mặt nhau. Cậu phải biết mình là ai chứ. Chuyện này mà đổ bể ra thì tụi nó sẽ bị trừng phạt vì tội tiếp tay bà Hoa và bị giáng chức, bị lưu đày ra biên giới luôn. Không chừng cậu lại được Hùng đại ca cất nhắc thay vị trí của tụi nó. Thú thật là tôi không có ham đâu. Nhưng đây là mệnh lệnh. Tất nhiên nhiệm vụ thì phải làm thôi. Nhưng mà bà có chắc là ngày đó là đại ca Hùng không xuất hiện không? Chắc. Nhưng mà cô hỏi chuyện này để làm gì? Cũng chỉ là tò mò thôi. Bởi vì việc dạch mặt bà Hoa hay như vậy mà. Ngày đó sẽ có rất nhiều vị khách không mời mà mò đến. Lúc đó không cần có sự có mặt của Hùng đại ca, bữa tiệc cũng rất hoành tráng và ồn ào. Anh ấy đã phải đánh đổi quá nhiều, kể cả liều mạng để có được ngày hôm nay. Tao không dễ gì để tụi bay thao túng như vậy đâu. Bụng đến Trương Hùng, tụi bay chỉ còn một con đường là chết mà thôi. Đi thôi. Chạy đi em. Sao lần nào em gặp anh cũng te tua vậy? Có Thành nó báo công an, bố ráp anh, mẹ nó trở tay không kịp. Lại bị phản nữa hả? Phải. Cứ lên được một chút thì con đứa chiếm quyền, mà trong khi mình mang nó về từ lúc nó không biết cầm dao nữa. Cái xứ này là vậy đó. Hội Tam Hoàng qua đây cũng về tay không. Nó nói giang hồ xứ mình chơi không vô. Cũng ba thứ rùi bu chứ gì. Phải. Tụi gan tơ mị cũng vậy. Nó nói giang hồ xứ mình không lên tầm cạc teo. Phải có cách gì chứ, chẳng lẽ bó tay chịu thua. Muốn gì thì mình phải chờ thời. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mà bây giờ anh không có gì hết á. Chờ. Chẳng lẽ chờ hoài sao? Chờ đến khi nào anh hô một tiếng thì cả ngàn người ủng hộ theo đuôi anh. Lúc đó anh sẽ nổi tiếng. Nói vậy 10 năm nữa cũng phải đợi sao? Bao nhiêu năm cũng phải đợi. Như Khương Tử Nha phải câu cá 10 năm đợi vua rước về làm tể tướng mà. Có biết. Giết sạch tụi nó. Đứa nào lấy được tàu Trương Hùng tao cho 2 lượng vàng. Mẹ mày, giả nước về hả? Trời ơi, ở đó nó nữa hả? Mẹ mày cứ nói là bắt anh bỏ trốn nha. Trên muốn tụi nó lên đây luộc mình nữa hay sao? Đi. Giữ tay. Mày, tao thích mày rồi đó. Bây giờ làm đàn em của tao đi. Tao trả lương cho mày gấp đôi. Làm con mẹ mày. Anh Hùng, anh Hùng à. Anh Hùng, anh Hùng, chạy đi anh Hùng.
Tỉnh rồi hả? Công nhận bộ đồ này cũng vừa ghen ha. Đồ của chồng bà, tôi bận rất vừa. Nếu thích thì vô trọng lấy hết đi, đồ ở trọng còn nhiều lắm. Chồng tôi chết rồi. Cái gì? Ý là bà nói tôi mặc đồ của người chết hả? Ờ, chồng tôi chết lâu rồi, ổng về thăm tôi hoài chứ gì. Sao ổng tin hả? Ổng nằm bên kia kìa, tôi dắt mấy người qua coi. Đây, đó, thấy mặt ổng chưa? Tại sao bà không chôn ổng ở trên kia mà bà chôn ở đây? Lỡ sóng biển vô cuốn xác ổng đi rồi sao? Lúc trước ổng nói ổng chết ổng nằm ở đây để giữ lại cái kỷ niệm của tôi quen với ổng. Chị thiệt là người có tình nghĩa. Thôi, để tôi giúp bà. Đào sâu thêm chút nữa đi anh, chứ để xác phân hủy ảnh hưởng đến môi trường xung quanh lắm. Tôi đủ rồi, cát thì chỉ như vậy thôi. Thôi như vậy cũng là phước đức rồi. Tôi vô lấy khoai cho hai người ăn nha. Không biết mày muốn anh chết, anh có được chôn giống vậy không? Mày, anh đừng có bi quan như vậy. Đời lên voi xuống chó là chuyện bình thường mà. Tam thập nhi lập, anh đã ngoài 30 rồi. Ngoài 30 thì đã sao chứ. Nếu có số giàu á thì chỉ cần 2-3 năm, còn nếu muốn phá sản thì chỉ cần 2-3 tháng. Mình có số hưởng thì không lo gì đâu anh. Anh sợ cái số của anh không được tốt như vậy. Anh đừng có nghĩ bậy mà. Em biết anh là người rất có tài. Từ nhỏ đến giờ em không nhìn lầm người đâu. Nè, ăn đi. Anh không ngờ có ngày anh ra nông nổi như thế này. Anh đừng bi quan như vậy mà. Anh có biết là anh may mắn thoát chết bao nhiêu vụ rồi không? Còn biết cảm ơn trời cứ than hoài. Sao em lại bình thản được như vậy? Thường thôi, vì đối với em cuộc đời là hư không. Nay có, mai không. Mình không thể biết trước được chuyện gì, nên mình cứ tận hưởng. Em nói hay lắm. Hai người có muốn giữ lại cái gì để xài không? Chị sống một mình vất vả quá chị ha. Sống một mình quen rồi, cũng may nhờ có hai người giúp. Không biết ơn này đến bao giờ tôi mới trả đây. Dạ không sao mà chị. À chị, chị định đốt hết hả? Ừ. Sao chị không giữ lại? Người đã chết rồi, giữ lại làm gì?
Chị giữ lại để chị đi đem lên công an khai tử cho ổng. Từ hồi ổng tới cái đất này đâu có ai biết ổng là ai đâu. À, thôi được rồi, chị để tôi đốt giùm cho. Chị vô nhà coi cái gì cần đốt quá thì gom ra hết đi. Anh, giờ anh tính sao? Tính sao? Em muốn anh tính sao? Anh muốn thoát khỏi chỗ này. Anh muốn thoát khỏi chỗ này. Anh, em muốn anh đi vượt biên, khỏi xứ này. Vượt biên? Em giỡn hả? Ở đây là đất của mình, sống còn không nổi. Vượt biên làm sao mà sống? Nhưng mà ở đây mình đã quá nhiều kẻ thù rồi. Hở một chút, tụi nó kiếm chuyện với mình hoài hả? Nhưng mà ít ra còn biết đường biết bước. Ra ngoài rồi tiếng nói cũng không được, lấy cái gì mà sống? Anh muốn vinh quang mà anh lại ngại với thử thách này hay sao? Anh nghĩ lại đi, bây giờ anh chỉ là một kẻ trắng tay ngoài bên đất mới, có gì để mất đâu anh. Đây có phải là cách tốt nhất không? Không còn lựa chọn nào khác nữa. Em đi với anh nha. Không, em đi sẽ vướng bận tay chân anh. Một mình anh hành tẩu giang hồ dễ xử hơn. Em sẽ về chỗ cha để chờ tin anh. Anh, nhớ cho kỹ bí quyết pha chế riêng. Đó là tấm bùa hộ thân của anh đó. Nhớ nha. Anh chỉ tin mỗi mình em. Không biết tụi nó có bao nhiêu thằng nữa. Bao nhiêu thằng cài tụi nó, quan trọng là mày có dám xông hay không thôi. Một mình anh Kiệt xử lý được 4 thằng rồi, lo gì? Thôi bớt chém gió đi. Nghe nè, thằng Hoài, thằng Mẫn đi cửa trước chăm sóc 2 thằng gác cửa. Tiến theo anh bọc cửa sau giải cứu con tin. Ok anh. Ok anh. Nhớ cẩn thận. Dạ. Dạ. Đi cẩn thận đó. Tôi khát nước quá, cho tôi miếng nước đi chú. Không có nước no gì hết á. Cho chị tôi miếng nước đi. Bị bỏ đói mấy ngày nay rồi, bây giờ không cho uống nước nữa thì làm sao chúng tôi chịu nổi. Cấm miệng, ồn ào quá. Anh xử 2 thằng kia, chúng mày giải cứu con tin. Anh giải cứu con tin đi, 2 thằng kia em xử cho. Ai
Tụi mày làm cái trò gì vậy? Tính làm phản hả? Giờ tụi tao là lính của ông Lâm. Tụi em chỉ làm theo lệnh. Mong anh thông cảm cho tụi em. Thông cảm của mẹ gì? Lệnh của ông Lâm là phải giết nó. Chạy đi. Chạy đi. Chạy lên. Chạy đi. Mày ngon mày bắn tao đi. Anh Nguyên. Mày cứ ngon mày bắn tao đi. Nguyên. Anh được ép em. Mày bắn đi. Anh kẹt. Mày thách nó sao không thách tao? Mày khùng quá. Ở xuống xuống. Nói nó lại. Nhờ lệnh của ông Lâm. Tụi bay. Nhanh lên. Ê, ai cho Kiều đây? Chị Kiều đâu? Tử mà. Chị Kiều đâu? Muốn gì thì cũng phải gọi cửa một tiếng chứ. Nè. Chị Kiều. Dậy. Má, mày làm gì vậy? Nó đang ngủ cũng không yên với mày nữa là sao? Ê, tôi có chuyện muốn nói với bà nè. Nói bà nội mày. Nói cái gì cũng phải từ từ để tao hút điếu thuốc đã. Nhanh đi. Lẹ đi. Đi. Mày. Anh Kiều bị bắt rồi. Anh làm gì cho bà Hồng? Bị đám ông Lâm bắt rồi. Chết. Sao căng vậy? Bây giờ kiếm cách gì giúp ảnh đây? Biết rồi. Đưa tao qua ông Lý. Nè. Sao nghe nói phim gì hay lắm mà, cho nên tôi về liền nè. Mày bình tĩnh đi. Sẽ có phim hay cho mày xem mà. Nhưng hai đứa bay đó chỉ được làm khán giả thôi. Cứ từ từ đi. Phim không hay không lấy tiền đâu. Cô qua đâu rồi? Sao không thấy tâm hơi gì hết vậy? Ở trong đó với mấy bà cô già đó. Còn thằng con của bà đi tới đi luôn từ sáng tới giờ, để canh chừng đàn em của A Lý đó. Cái bà này cũng biết cách tổ chức quá ha. Chứ sao, nếu bà không phải là phụ nữ, chắc chắn bà đã chia quyền cho bà từ lâu rồi. Chỉ có hai vợ chồng thằng Ma Xó đó là chưa thấy tới thôi. Ma Xó là thằng nào? Kìa, mới nhắc là tới liền. Đúng là ma ám. Ai mới nói gì ma ma Xó đó? Không biết gì mà ông nói. Làm bình tĩnh. Hôm nay ông Tài sẽ căng thẳng, bởi vì ông được gặp tình địch của mình. Ờ hả? Tôi quên. Xin lỗi nha. Có cái gì lâu mà phải căng thẳng chứ. Tôi thấy ông Chí Tài cũng lâu có căng thẳng gì lâu. Ờ đúng rồi. Nãy giờ mấy người họ nói cái gì tôi đâu có hiểu gì đâu. Đúng là thằng Năm Thọc. Mày im đi. Mày không nói ai nói mày câm. Alo. Rồi thằng Hùng đâu? Sao không tới đây? Không cần phải chờ ông nữa. Tại sao? Bởi vì ông Hùng đã giao quyền làm chủ bữa tiệc cho vợ chồng chúng tôi. Cái gì? Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Lỡ nói ông Hùng không phải là con của nhà hội trường, vậy thì bà có bằng chứng gì? Lão Phúc. Mời Lão Phúc ra đây.
Ở đây tất cả chúng ta đều biết Lão Phúc và lòng trung thành của ông ta. Lão Phúc, bây giờ tôi yêu cầu ông hãy kể tất cả sự thật thần thế của Trương Hùng cho tất cả mọi người biết. Dạ, dạ tôi sẽ nói ra thân thế của ông Hùng như ý của bà. Vậy thì ông hãy kể về cái thời gian mà mẹ của ông Trương Hùng làm kỹ nữ ở kỹ viện và đã quen biết với anh của ta như thế nào. Lúc đó bà Hai là người đẹp nhất ở đó. Ông Trương với bạn thường hay ghé qua. Từ đó về sau ngày nào cũng ghé, nhưng chỉ được hơn một tháng thì ông bận việc gì đó, ông đi mất tiêu. Bà Hai lúc đó biết mình mang bầu đã không nỡ bỏ đứa bé, mà còn viết thư cho ông Trương. Lúc đầu ông Trương có gửi tiền chu cấp, thì đi lên phía Bắc mở rộng thị trường. Một hai năm sau thì vắng mặt đó. Và Trương Hùng về nhà họ Trương này lúc đó chỉ mới 5 tuổi thôi. Và bà Hai là mẹ của Trương Hùng bị bệnh phổi, và bà cả, tức là mẹ của ba anh em họ Trương đây, phải thay mặt cho bà ta để chăm sóc cho Trương Hùng và cách ly Trương Hùng để khỏi bị lây bệnh. Được hơn một năm thì bà Hai mất, cậu Hùng ở với bà cả, còn tôi xin về quê đoàn tụ với gia đình. Đó, thế nhưng... Nếu mà như vậy thì đâu có bằng chứng gì mà nói là cậu Hùng không phải là con của ông Trương được. Nhưng ông Trương ở với bà ta có một tháng à. Nhiều đứa trẻ sanh non 7-8 tháng là sanh, ai biết được chuyện đó. Mấy người im đi. Cho dù sự thật như thế nào, tên lượng của mấy người lên tiếng sao? Im hết. Bộ đụng vào sợi lông nào của dòng họ hay sao mà ông nhảy cẩn lên giống như trúng nước sôi vậy hả? Ông á, ông mới là người im đó. Tất cả mọi người ở đây đều biết Trương Vĩnh bị người ta mai phục để lật úp chuyến hàng, đến nỗi lão Trương phải quất ức đột quỵ mà chết. Và nghe đồn rằng cái chuyện đó là do Trương Hùng chủ mưu để mà xoán ngôi của anh hai mình. Thấy chưa, chuyện này là tôi biết nè. Và gần đây nhất, nó còn chặt đứt ngón tay của thằng Hào. Thì tôi thử hỏi, nếu như là anh em ruột thịt với nhau thì nó có nhẫn tâm làm chuyện đó hay không? Sao, mọi người thấy sao? Tụi bay suy nghĩ cho kỹ đi. Tao đã làm việc cho Trương Hùng, họ là anh em. Nếu như có bất cứ chuyện gì thì đều có thể xí xóa được, bởi vì họ là người nhà. Nếu như chuyện này mà để ảnh hưởng đến thanh danh ông Hùng thì ông sẽ không tha cho bất cứ một ai đâu. Tụi mày nhìn thấy gương của Trương Hào thì biết rồi đó, ông bị cắt ngón tay lắm hả? Nhưng nếu mấy ổng triệt được ông Hùng thì sao? Tụi mày khùng quá. Bà dì của ổng đang ép Lão Phúc nói sai sự thật. Phải đó, cha tôi nói ông Hùng đúng là con ruột của họ Trương. Đó, tụi mày nghe rõ chưa? Hên xui đi. Chuyện không muốn thì cũng đã làm rồi, con muốn quay lại á thì cũng không được. Nghe lời tao đi, đừng để bị sỏ mũi nữa. Đúng vậy, phóng lao thì phải theo lao thôi. Đừng có suy nghĩ như vậy. Nếu như bây giờ tụi mày thả tao và tất cả mọi người ở đây ra thì còn có công chuộc tội, thậm chí là còn có công lớn với ông Hùng nữa. Nghe lời tao đi. Mày, mày đi làm cái gì đó? Khỏi trốn cho anh Kiệt. Có chuyện gì đó?
tôi mà khỏi xuống xuống hết. Nếu thật tôi giết nó. Đừng có bắn, tất cả chỉ là người nhà. A Lý nói phải theo anh, diệt cỏ tận gốc, trừng trị bọn phản loạn. Dám chống đó ông Hùng? Tôi không muốn vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Bọn này không hề muốn phản loạn, chỉ là làm theo lệnh thôi. Chuyện này không có liên quan gì tới ba ông hội trưởng. Tụi nó tự động làm theo lệnh của bà Hoa. Tao là lính của ông Lâm, không biết sao nghe lệnh của bà Hoa. Tao không cần biết chuyện đó. Thả anh Kiệt ra. Tao lập lại một lần cuối, tụi bay mà không bỏ súng xuống, tao sống nổi chết. Cắm xuống. Không bắn nữa. Tụi bay bỏ súng xuống hết. Nếu không tôi giết hết con tin. Vô lỗi con tin ra đây. Mày bắn cái chữ kìa vậy? Cái chết đang từ lúc đi cho tao. Bắn chết hơi luôn. Con tin trốn mất. Mày nhận phải làm sao? Đưa thằng này ra đỡ đạn. Ra. Thả anh Kiệt ra. Như Kiệt. Xuống. Như Kiệt. Chạy đi. Chạy đi. Chạy. Chạy lắm. Mọi người thử nghĩ coi, thằng Trương Hùng có giống người nhà họ Trương chút xíu nào không? Đó, như vậy đó, thì nó có tư cách gì? Có xứng đáng để mà nắm giữ quyền kinh doanh của anh hai nó không? Không xứng đúng không? Không xứng đúng không? Vậy thì kể từ bây giờ, mọi việc phải do ba anh em nhà họ Trương lo liệu mới phải. Mọi người nghĩ có đúng không? Chính xác, vỗ tay, chính xác. Vậy đi, vậy đi, vậy đi. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Uống rượu. Thầy đó uống rượu, dạ cảm ơn. Ok, chúc mừng đi, cảm ơn. Nè, xin mời. Uống rượu đi. Giỏi lắm. Lộc, có điện thoại. Alo. Cô nói sao? Cảm ơn cô nhiều lắm. À, xin mọi người im lặng. Cái gì nữa? Tôi thành thật xin lỗi cậu Hùng vì đã nói sai về thân thế của cậu. Cái gì? Ông đang ăn nói hồ đồ cái gì đó? Là sao? Vì người nhà của tôi bị bà Hoa bắt để làm con tin, buộc tôi phải nói xấu ông Hùng theo ý của bà Hoa này. Cái gì? Có gì để mà nói? Bây giờ con cháu của tôi đã được an toàn rồi thì tôi không còn tiếc gì mạng già này nữa mà không nói lên sự thật của nó. Sự thật nào? Sự thật nào mà ông nói ở đây hả ông Phúc? Sự thật gì? Ông nói thử coi. Sự thật gì? Chính bà Hoa đã bắt tôi nói dối để xoán quyền cậu Hùng đó. Mẹ! Vậy là sao? Chạy mau! Nguy hiểm lắm! Trời, vậy là sao? Mẹ! Chạy đâu vậy? Có gì vậy? Qua ơi, sao đây? Tại sao tụi bay dám làm như vậy? Tại sao tụi bay dám hả? Hào, tụi biết đây là hộ vệ của tao không? Định đi Hào. Hào, tôi chết cũng đã chết rồi, đừng có mít lòng người đang sống. Người đang sống lại, người đang sống lại. Hả? Bình tĩnh đi. Tụi bay tất cả im lặng. Ông Hùng có lệnh sẽ giao toàn quyền quản lý cho bà Hồng trong tất cả công việc ở xứ này. Bà Hồng sẽ là người phát ngôn chính cho ông Hùng và xử lý mọi việc. Ai không nghe theo thì sẽ bị xử lý như mẹ con bà Hoa ở đây. Tụi bay ngon lắm, tụi bay ngon lắm, tụi bay ngon lắm. Mau chôn cất mẹ con bà Hoa tử tế, nhớ làm đám tang thật lớn đó. Mọi người giải tán đi. Không cần đâu. Tuy là có hơi mạnh tay nhưng rất là hiệu quả.
trấn áp rất là triệt lệ. Vậy mới xứng danh Trương Hùng chứ. Anh, trời ơi, đừng quá ngạo mạn. Thảm quá, tội nghiệp. Càng cứng càng dễ gãy. Không phải anh đã từng dạy em lạt mềm buộc chặt hay sao? Những hành động tàn bạo này chỉ sử dụng cho vai phản diện Trương Hùng thôi. Còn vai chính diện như em thì phải bắt đầu sử dụng chiêu ngọt ngào mua chuộc lòng người. Còn tôi chỉ biết liều binh chiến chiến thôi, chẳng biết gì khác. Nếu ông bà có cần gì thì gọi cho tôi. Hai mẹ con quá. Sao tôi lại yêu cái ông này chứ? Cái đó gọi là duyên nợ. Phải, nhưng nợ nhiều hơn duyên. Vậy sao? Nhát này, tao trả cho mày. Với bốn thằng kia tập kích tao. Lần trước mày may mắn thoát chết là do có công an ở gần đó. Phải, tao sẽ đi kiếm năm thằng bay, đi trở lại hết tất cả những vết dao đã ký gửi lên người tao. Mày muốn tao khai tụi nó ra? Đừng có hòng. Không cần, tao biết hết tụi bay. Tao sẽ đi kiếm từng thằng. Từ nay, nếu mày nhận tiền để mà ám sát tao thì tụi bay phải coi lại nha. Cọp hả? Từ nay mày đổi tên đi. Cái tên Sang Cọp của mày không có sang đâu. Vậy đừng có cho tao biết là muốn đòi nợ tao nghe. Mày thắng rồi. Muốn chê muốn giết thì tùy mày. Đừng nổ nhiều. Mày nói hay lắm. Tao sẽ tha cho mày. Những vết chém hôm nay coi như huề với lần trước. Và đừng bao giờ sợ rớt trước mũi làm cho tao nữa. Hai trăm lượng vàng, không thiếu một ly. Tốt lắm. Còn đây là tiền công của mày. Mày, mày tưởng mày có tiền là hay lắm hả? Tao bị ra làm anh em xã hội chỉ để kiếm tiền thôi mà. Mày mà cũng biết nói từ anh em xã hội nữa hả?
Biết chưa? Ngoài ân tình ra, tụi bay còn muốn kiếm tiền nữa. Tao đã trả cho tụi bay 40% số tiền đòi được, tụi bay còn muốn gì nữa? Hả? Tao muốn mày chỉ được 10% trong tổng số này. Mày nói gì? Mày đi ăn cướp đi. Nếu như tao mà không đi đòi thì thằng nào dám đi đòi thằng đầu gấu đó? Mày đã hợp đồng với tao rồi, tại sao bây giờ mày nuốt lời chứ? Tao không muốn nuốt lời, nhưng thái độ của mày coi thường tụi tao quá, cho nên số vàng này coi như là bồi thường danh dự. Tụi mày, nè, mày đừng có giỡn cái trò bố thí xưa rồi Diễm. Nếu không đừng có trách tụi tao. Mày muốn tao hả? Mày được tưởng danh nhân đệ gia trí tài nè, sao một thằng giang hồ như mày à? Hay lắm. Rồi sẽ có một ngày cái thằng giang hồ này chặt mày ra làm mấy khúc. Lúc đó tiểu gia mày còn chưa làm được. Ông chủ, có chuyện gì mà ông ngồi ủ rũ ở đây vậy? Cô hả? Ngồi xuống đi, tôi cũng đang cần người đó tâm sự. Lại có tâm sự gì bên cái hồ Bán Nguyệt mà ông xây cho vợ sao? Cô cứ nhắc chuyện đó hoài. Thật tình thì tôi đã quen với cái việc tận mắt chứng kiến nhìn thấy vợ mình hẹn hò với một người khác rồi, trong chính căn nhà của mình. Vậy thì tại vì chuyện 100 cây vàng bị người ta cướp hay sao? Cô cũng biết vụ đó sao? Cô tình ý quá. Thì anh em nói lại với quản gia nên tôi mới biết. Chứ buồn nhìn như tôi mới đi chùa về hôm qua, biết cái gì? Bọn giang hồ bây giờ thật là ghê gớm. Mình bỏ tiền ra thuê họ, mà họ thì coi mình không ra gì. Ông chủ à, đối với anh em trong xã hội, ngoài việc sòng phẳng tiền bạc với họ ra, mình còn có chút ân tình với họ nữa. Là sao? Bởi vì ngoài tiền bạc, ân tình, muốn họ hết lòng với mình, mình cũng phải tôn trọng họ nữa. Cô cũng biết tánh tôi mà. Đối với anh em xã hội, tôi luôn luôn lúc nào cũng sòng phẳng tiền bạc với họ. Phải, tuy rằng sòng phẳng tiền bạc với họ, nhưng mà ông không nên có thái độ khinh khi họ. Để khi có chuyện gì họ mới hết lòng sống chết với mình được. Mỗi khi có một phi vụ họ sẵn sàng sống chết với mình được. Có nhiều ông chủ mỗi khi thuê mướn họ làm gì cũng thể hiện thái độ chủ tớ rất là rõ ràng. Không không, đối với họ thì tôi đã sẵn sàng ăn chung mâm ngồi chung bàn với họ. Họ còn muốn gì nữa? Nói thiệt với cô, tôi đang tìm cách đập lại họ nếu lần này họ chống đối tôi. Lại là đám giặc họ không... Tại đâu? Thằng Tại đâu? Tao không làm ăn với mày. Sao lại không? Tao muốn mày đưa đồ qua biên giới. Tao không muốn làm ăn với mày. Anh Hùng, sao em có mặt ở đây? Hai người quen nhau à? Sao vậy? Nhớ chuyện cũ hả? Dạ, em nhớ cái ngày gặp lại anh Hùng trong khu vườn nhà anh Tài. Dạ, chuyện tình tay ba thật là éo le ngang trái hả? Anh nè, chọc em hoài. Chọc hồi nào? Em có biết tụi thằng Vĩnh, thằng Hào nó kích anh để anh ghen với ông Trùm không? Cái gì? Nó nói em cấm sừng anh hả? Ừ, nó nói vậy á. Nhưng mà lúc này anh thấy chỗ này cũng hơi ngứa ngứa. Em coi có mọc sừng không? Đâu? Nè. Có nè. Anh á, cứ làm cho em riết rồi sắp như bị quan tưởng luôn à. Có cái gì mà quan tưởng? Anh biết
là cái bóng của Trương Hùng quá lớn trong em. Thành ra còn lâu lắm thì hình ảnh của trí tài này mới có thể thay thế được. Vậy thì anh quyết định nói bí mật của mình với anh Hùng cho cả dòng tộc biết chưa? Chưa. Trong thời điểm này thì tạm thời anh không nên nói chuyện đó. Trong thời điểm này quan trọng nhất là anh phải giữ cái bà này, để cho thiên hạ đừng có đàm tiếu với ông Trương Hùng nữa. Nữa, có chọc em nữa nghe chưa? Chọc cái gì? Giỡn, giỡn cái gì? Ai giỡn đâu. Mày sao vậy? Sao giờ này mà thằng Hùng không có động tĩnh gì hết vậy? Tao nghĩ nó không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Hai người yên tâm đi, tôi đã cho đám đàn em chuẩn bị sẵn rồi. Xung quanh đây toàn là người của mình, nếu như đội đỏ xông vô á thì cả hai bên đều thiệt hại nặng. Tao không ngờ phải có ngày nhìn cảnh nồi da sáo thịt như vậy. Còn cái gì nữa? Cô qua với thằng Hải chết thảm như vậy, mình bảy lủng lỗ hết trơn như tố ong vậy đó. Ông Lâm, ông nói cái gì coi? Thằng Hùng mà không có động tĩnh gì hết là có vấn đề đó. Tao biết rồi. Tao đang suy nghĩ xem là tiếp tục nó sẽ làm gì anh em tụi mình đi nè. Tao nghĩ nó không thể nào giết ba anh em tụi mình đâu. Chứ còn cái gì nữa? Ông nghĩ coi, mới vừa giết bà cô với lại thằng em xong, bây giờ giết luôn cả ba anh em mình, mặt mũi nó để đâu, làm sao nhìn người đời? Chỉ có lũ khốn mới làm vậy thôi. Đúng vậy, nó sẽ không dám đụng tới ba anh em tụi mình đâu. Sao ông dám chắc như vậy? Nếu muốn xử á thì đã xử lâu rồi, đâu cần phải đám tang xong mới xong vô đây chứ. Mày nói đúng, nhưng mà tao cũng nghĩ giống thằng Hào, nó không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Nhìn khách quan thì ai cũng thấy là anh em mình không hề dính trong vụ này. Nhưng mà ai cũng biết anh em tụi mình ra tay giúp cho cô qua mà. Ông nói hay quá ha. Ông nghĩ coi, con nít 3 tuổi nhìn vô nó cũng biết nữa. Bình tĩnh đi, bây giờ tao vẫn chưa nghĩ ra là ông sẽ tiếp tục làm gì anh em tụi mình. Nếu như đánh vào chuyện làm ăn thì cũng sẽ ảnh hưởng tới túi tiền của nó vậy. Anh Lâm, anh Lâm, anh Lâm ơi. Có chuyện gì? Công an kinh tế đang khám xét công ty xuất nhập khẩu và các quán bar của anh, nghe nói điều tra các vụ làm ăn phi pháp. Thật không? Dạ thật. Nó chỉ đến bên thằng Lâm thôi sao? Còn nhà tao, nhà thằng Hào thì sao? Dạ em không biết. Mẹ nữa. Dạ các anh em đi. Không biết nhà tôi có chuyện gì không nữa. Chuyện gì vậy hả? Tụi nó lấy cái cớ gì mà dám vô khám xét chỗ của tao chứ? Họ nói anh liên quan tới xã hội đen, rồi còn nói là công ty xuất nhập khẩu gì đó của anh, nhập xe gì, trốn thuế. Có phải mấy cái xe mày nhập cho tao không? Tính đánh solo một mình tao hả? Không có dễ đâu. Thằng Hùng chỉ trả thù một mình ông thôi. Chắc chưa tới lượt tao chứ mày. Tao chứ mày cũng có liên quan mà. Không có đâu. Nó đang nghĩ tôi chính là chủ mưu, giúp bà qua vạch mặt nó. Nếu mày không phải là chủ mưu thì ai dám làm chuyện đó? Mấy ông làm gì đứng như trời trồng? Tưởng tôi là ma sao? Đúng là phần hồn ác phần tính.
còn hơn là ma nữa. Sao hả? Mày không nghĩ tôi là ai? Sao cách mày nói giống thằng Hùng quá vậy? Giống lắm sao? Sao mày vô đây được? Tao lớn tuổi hơn anh Trương Hùng của mày, mày phải kêu tao bằng anh chứ. Tôi hỏi làm cách nào mà ông vô đây được mà đám lính không hề báo tôi biết? Đây có phải là địa phận của ông Trùm không? Thì sao? Tôi là người đại diện của ông. Tại sao khi tôi vô đây đám lính của ông phải báo cho ông biết chứ? Yên tâm đi, ngồi xuống. Ông sẽ không bao giờ bị mất ghế đâu. Mày càng nói tao càng thấy giống thằng Hùng đó. Tao đã nói trước rồi mà, tao với thằng Hùng là anh em song sinh. Nè, nói tóm lại mày vô đây làm gì? Hôm nay tôi tới đây là để báo cho ông Trương Lâm biết là công ty xuất nhập khẩu riêng của ông sẽ bị đóng cửa trong nay mai. Thì ra chính là mày. Mày là thằng đã hại tao. Nè, mày nói cho tao biết có phải vậy không? Hả? Hả? Mày nghe cho rõ đây. Đây là lệnh trừng phạt nhẹ nhàng nhất mà ông Hùng dành cho mày. Nếu như mày còn lăng xăng thì mày sẽ đón nhận hình phạt nặng nề hơn. Mày cũng biết rõ là ông Trương Hùng sẵn sàng tiễn người thân của mình về thăm bà con của ông mà không thương tiếc. Tụi mày nhớ cho kỹ đó. Mày tưởng mày là ai hả? Mày muốn đưa ai lên thì mày đưa, mày muốn đạp ai xuống thì mày đạp xuống sao? Thì đúng thôi, tụi mày là con rối của thằng Hùng mà. Bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Nó đóng cửa công ty này thì mày mở công ty khác. Tao chỉ lo ngại việc nó hăm dọa, nó đưa người thân về thăm ông bà kìa. Nói đi nói lại, từ lúc nó vô đây tới giờ tôi thấy nó giống thằng Hùng y chang luôn. Nó cũng chỉ là con rối của ông Hùng thôi. Tao sẽ kiếm người xử nó trước. Không được, lúc này không nên đụng tới nó. Tôi nghĩ hoài không ra thằng Chí Tài này là ai. Tại sao thằng Hùng trọng dụng nó như vậy? Nghe nói nó từng vào sinh ra tử với thằng Hùng từ cái thời thằng Xô Đen, thằng Cần Lửa đó. Ê, người ta nói là có duyên mới gặp nhau đúng không mày? Đúng rồi, nhưng mà phải nói thêm, phải có phận nữa. Không lẽ mày gặp lần không có chữ phận thì đó người ta gọi là qua đường. Duyên phận ở con khỉ. Không lẽ tao yêu cả chục đứa rồi đứa nào cũng có duyên phận với tao? Nhưng cái đó người ta gọi là duyên phận mày ơi. Thôi ông ơi, mày khùng quá. Cái đó người ta mới gọi là duyên phận đó. Ai khùng? Mày mới khùng. Cái đó là duyên nợ. Mày bị điên. Duyên nợ là khi nào mày thiếu tiền người ta lại ta đòi thì mới gọi là duyên nợ ông nội. Mày ngon quá ha. Cửa thì không đóng, lúc đó công an cho bắt á thì biết duyên phận hay duyên nợ với nhà đá liền à. Đóng rồi, thằng này nó đóng rồi. Tao chưa đóng, mày đóng chưa? Mày chưa đóng hả? Chưa. Thôi để tôi đi đóng. Thôi cho. Thôi khỏi, tôi đóng rồi. Cảm ơn. Thằng Hùng có tìm được đối tác mới chưa? Anh đang ôm hàng đi mấy bữa nay mà chưa có tin gì hết trơn á. Hàng toàn cái gì đâu không à, ba cái tạp chất không à. Thì vậy nó mới bán rẻ cho mình chứ. Tao nói mày nghe nè, không có thằng nào giỏi bằng thằng Hùng hết á. Chỉ có thằng Hùng nó mới bào chế ra mấy cái loại này phê tuyệt đỉnh. Hôm nay tao nói mấy thằng đầu nậu nó kiếm mua quá trời luôn mà không có đủ hàng bán luôn á. Bởi vậy
Nói với anh Hùng tìm đối tác mới chỉ cho nó mệt vậy. Nhiêu đây bán còn không đủ nè. Chỉ tiếc là mình không có đủ nguyên liệu để làm thôi. Mai mốt tao nghiên cứu lấy mấy cái bông anh túc tao trồng như lúa vậy đó. Mặc sức bào chế. Mày đừng có mơ. Mỗi người một chuyên môn. Đúng hả? Mày bị khùng bị chửi là vừa. Mày lấy cây anh túc mày trồng đi. Mày thu hoạch được nhiều tao con mày trồng chừng 3 ngày là công an nó nhốt mày rồi con. Nói chứ vận chuyển ba cái hàng này cũng nguy hiểm lắm á. Tao nghe nói là cái vụ vận chuyển hàng này trong bộ luật hình sự tăng hình phạt rồi. Có gan làm giàu mà có nhiêu đâu. Mày nhát quá. Vận chuyển hàng từ 13 tới 20 cuốn hả con? Tụi bay toàn lo bóng gió không à. Vậy thì đừng để bị bắt. Con nghe gì không? Chắc trái nhà ở đâu. Không phải đâu. Hình như xe cứu thương á. Chết. Công an tới. Giọt mau. Cái gì hả? Công an hả? Chết mẹ. Bà chờ trước đi. Báo với thằng Hùng là ở đây bị lộ rồi. Nhớ bảo vệ nó. An toàn cho nó là trên hết. Đi đi. Ở đây để tôi lo cho. Gom hàng lại lên. Xuống xuống. Xuống. Giờ sao? Bây giờ mày chạy hướng này. Tao chạy hướng này. Đi đi. Lẹ lên lẹ lên hướng nha. Đi đi nhanh lên. Gặp lại sao? Sao mày không chạy mày vô đây chi đây? Chạy sao mày không luyện cái này mày đem lại đây chi vậy? Chó nghiệp vụ nó hay lắm mày biết không? Nó nghe cái mùi là nó biết liền à. Vậy tôi giục hết đó. Ngu thiệt. Các đồng chí. Dạ, bao vây tất cả. Dạ, dạ. Các anh đã bị bao vây. Yêu cầu ra ngoài để khám xét. Ê, trời ơi. Con gà này nó khó bắt muốn chết. Đừng có bắt con gà sao mệt thiệt á. À, chào anh. Đây là thùng hàng của ai? Dạ, em đâu có biết. Em đang bắt gà. Ủa? Anh đây là ma túy của hai anh phải không? Ê, ma túy ghê lắm à. Em đâu biết ma túy là gì. Thôi giờ mình đi bắt gà nha. Bắt gà đi mày. Yêu cầu hai anh đứng lại. Gì anh? Đây có phải là hàng của Trương Hồng không? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Hàng này là của tôi. Không, đây là hàng của tôi. Mày điên hả? Của tao. Của tôi đó anh. Cái này của tôi. Thằng này không dính líu gì hết. Của tôi. Cái thằng này nhả hành gì đâu. Đó. Chưa thấy bạn nào ngu như mày. Đi đâu đây? Tôi có hẹn với anh Tám. Với tôi. Sao vậy? Đừng nói với tôi là chị đổi ý nha. Chắc vậy quá. Tôi không thể để anh Hùng ở lại một mình được. Chị sao vậy? Phải biết lấy ngắn nuôi dài chứ. Chị cứ đi qua bển trước đi. Rồi tìm cách đưa ông qua sao? Không được đâu. Nếu như trong thời gian này anh Hùng xảy ra chuyện gì, tôi sống không nổi đâu. Chị thiệt là đàn bà quá. Tôi vốn dĩ là đàn bà mà. Bây giờ có đi hay không? Đứng sớ rới công an bắt hết bây giờ đó. Đi. Đi với tôi nha. Đi. Đi. Anh đi thường lộ bình an. Chị đừng làm vậy mà. Anh cứ cầm đi. Coi như là tôi cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ chúng tôi. Nếu không có anh, chúng tôi sẽ khốn khổ hơn như vậy nữa. Thật sự là tôi không muốn lấy số vàng này đâu. Nhưng đường xa trắc trở, tôi giữ để phòng thân nha. Anh đi đi. Đi nhanh đi anh. Chị vào trong. Ừ.
mơ mộng gì đó. Anh làm em hết hồn à. Đang tư tưởng chuyện gì? Hay là đang nhớ tới Trương Hùng ngày xưa? Công nhận anh Hùng đại ca ngày xưa khổ thiệt anh ha. Cái gì cũng có giá của nó. Bọn trẻ bây giờ làm trùm sớm quá, cho nên không hiểu hết giá trị của ông trùm. Phải, suy nghĩ cũng đơn giản hơn. À, hôm nay anh thuần phục được ba ông kia, em mừng lắm. Họ chỉ phục tùng trước mắt thôi. Trước mắt trong thời điểm này, anh chỉ cần có như vậy. Sau này có phát sinh gì nữa thì tính tiếp. À, anh, chuyện cấp bách bây giờ là anh cần tuyển thêm tay chân thân tính. Tay chân thân tính? Dạ. Cấp bách lắm, cực kỳ khẩn cấp. Anh. Tôi được rồi, anh sẽ chiều em. Anh sẽ tuyển thêm tay chân thân tính một cách cực kỳ khẩn cấp. Nhưng có chuyện này anh cần lưu ý em. Dạ em nghe. Đối với đám thủ hạ, em phải đề phòng, luôn giữ một khoảng cách để đề phòng sinh mạng của mình, biết chưa? Dạ anh đừng có lo, em biết nhìn người mà. Lỡ em nhìn lầm thì sao? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Tự tin, rất tự tin, một cách quá đáng. Đã là con người thì ai cũng mắc sai lầm, ít nhất là một lần trong đời. Nhưng trong cái nghề này, nếu như em mắc sai lầm chỉ một lần thôi, cuộc sống của em không còn. Anh nói phải, nhưng mà em không muốn mình trở thành người đa nghi quá. Em ám chỉ anh à? Không phải, nhưng càng ngày em càng thấy anh không tin ai hết. Sai. Ít ra anh cũng tin em mà. Tin một mình em thì không thể nói là tin người. Em muốn nói sao cũng được, nhưng em nên cẩn thận với đám đàn em. Bởi vì cái nghề của mình lợi nhuận rất cao, lại rất nguy hiểm, sống nay chết mai, cho nên không phải bất cứ thằng đàn em nào cũng trung thành với mình đâu. Dạ. À, anh. À. Anh thấy thằng Kiệt sao? Thằng Kiệt, nó là đàn em của em mà, anh muốn nghe em nói. Thằng này tốt tính đâu ra đó. Tốt tính à? Đâu ra đó hả? Vậy em có nhìn thấy rõ mục đích của nó không? Mục đích? Anh nói thằng Kiệt. Đúng, thằng Kiệt. Có bao giờ em nghĩ một thằng tài giỏi như nó tại sao lại cam lòng tình nguyện ở đây xách dép cho mình không? Trong khi khả năng của nó có thể xin làm thủ lĩnh của một đội nào đó.